y bài chi Ngày Chắc là có không ít đồ của Trung Quốc. Hãy nghe phải nhắc lại. 应该有不少中国的东西吧 gai ?应该有不少 中国的东西吧，应该有不少中国的东西吧，应该有不少中国的东西吧。 Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Giúp đỡ lẫn nhau. Khổ sáng băng rủ. Chưa cài đặt. Mấy hiểu an trang. Nhận được lời mời kết bạn chưa? Số tạo khảo hiểu sân chỉnh là mấy hiểu. Thực đơn Sải tan Thái độ phục vụ Phú ủ thải tủ Trà xanh và cappuccino Lụy trà hớ cappuccino Thôi, còn rất no Xong so rồi, hãy khấn bảo Ngại quá. Khó ý lúc nào về lúc đó đi. Sớm, sớ hầu khuấy lại, sớm, sớ hầu sớm đã quen rồi. Giáo chiều xí quản lợ. Khó trách, chẳng trách nán quải từ ngữ chuyên ngành, chuyên nghiệp, từ ngữ là quy định, sự quy định chưa kịp quét dọn, Mới lần được chỉ đã kịp sâu sử. Lần nữa cảm ơn 再次谢谢你，红哈哈，改天见，年龄出，快点儿，túi em, dưới biển nỉ, sau đó đi, 然后去。 边墙搞个楼梯，里面有个超市，chưa từng đi qua，mấy tuổi của，không rõ lắm，不太清楚，chắc là có không ít，应该有不少吧。